Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc bắt đầu từ đầu tháng này và đã kéo dài về phía Bắc trong những ngày gần đây. Vào thứ Tư tuần trước, mưa xối xả liên tục tấn công phần lớn miền Bắc Trung Quốc, với cảnh báo mưa lớn và lũ lụt được ban hành ở Bắc Kinh, phía Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và những nơi khác. Hôm thứ Tư, mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều đường hầm và cầu vượt ở Bắc Kinh. Tất cả các chuyến tàu liên tỉnh Bắc Kinh Thiên Tân nối Bắc Kinh và Thiên Tân đã ngừng bán vé. Hàng trăm chuyến bay tại sân bay thủ đô bị hủy, hành khách mắc kẹt chờ đợi trong lo lắng. Beng Xiaowu, một hành khách từ sân bay thủ đô Bắc Kinh cho biết: "Chúng tôi đến Bắc Kinh để du lịch. Hôm nay thời tiết xấu nên tất cả các hành trình đều bị hủy. Vì vậy, chúng tôi đến sân bay sớm và chờ đợi tin tức về chuyến bay nhưng hiện tại chưa có tin tức gì. Một số trẻ tham gia chạy hè đã hủy đặt chỗ và một số vẫn đang chờ." Giang Huyin, nhân viên của một công ty du lịch cho biết: "Các bậc cha mẹ đang ở nhà và hiện đang rất lo lắng. Họ đã hỏi các con của chúng tôi trong nhóm về việc đổi vé và thời gian hoãn là bao lâu. Các nhà chức trách ở Thiên Tân đã đưa ra cảnh báo màu da cam về lũ lụt nghiêm trọng. Sân bay Bi Nhai đã dừng tất cả các chuyến bay kể từ đầu giờ sáng thứ Sáu. Ngoài Bắc Kinh và Thiên Tân, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông và những nơi khác cũng trải qua mưa bão lớn. Đây là lượng mưa lớn nhất ở Bắc Kinh, trên lưu vực sông Hoàng Hoài và những nơi khác kể từ đầu mùa hè năm 2023. Lũ lụt ở Hồ Bắc, Hồ Nam và Trùng Khánh ở phía Nam không rút. Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng trận mưa xối xả đã ảnh hưởng đến hơn 800.000 người tại 35 thành phố và quận ở Hồ Bắc, đồng thời khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Ở tỉnh Hà Bắc, ít nhất 1 người chết và 34 người mất tích. Tuy nhiên, con số thương vong thực tế vẫn chưa được điều tra và xác minh. Gần đây, mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam Trung Quốc và thảm họa đã được báo cáo ở các tỉnh như Hồ Nam, Vân Nam và Chiết Giang, với tổng số hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng. Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục, mưa lớn đã xảy ra ở Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và những nơi khác. Tính đến 8 giờ ngày thứ Tư, 642 hồ chứa vừa và nhỏ ở tỉnh Hồ Nam đã bị tràn. 1.625.100 người bị ảnh hưởng ở 50 quận thuộc 8 thành phố, bao gồm cả phía Tây Hồ Nam ở quận Lucy bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có 2.700 hectare mùa màng bị phá hủy và 56.500 người bị ảnh hưởng. Ông Li Hao ở làng Tahu, thị trấn Hehui, huyện Lucy, tỉnh Hồ Nam cho biết, lũ lụt ở thị trấn Lucy rất nghiêm trọng, nhiều nơi đã bị sập và sạt lở đất. Lũ lụt đã tràn vào nhà và bờ kè ở nông thôn chưa được xây dựng, lúa đã bị nhấn chìm hết, dưa cũng bị hỏng hết không thể thu hoạch được. Theo báo cáo, thảm họa lũ lụt đã ảnh hưởng đến 1,163 triệu người tại 8 thành phố và 34 quận bao gồm Nam Xương, Trấn Cảnh Đức, Bằng Tường và Cửu Giang. Ở Giang Tây có 7 người chết và 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,47 tỷ nhân dân tệ. Huyện Uzua Chiuan, Giang Tây bị lũ lụt bao vây và danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa từ hôm thứ Ba. Ông Su ở Uzua Chiuan, Giang Tây cho biết, mưa xối xả đến quá nhanh, nó kéo dài một ngày một đêm, do lượng mưa lớn nên hồ chứa phải xả lũ, chuyện trăm năm mới có một lần, thiệt hại nặng nề, lần này chắc chắn sẽ có thương vong, nhưng không ai biết số lượng cụ thể. Đài quan sát khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam, mưa lớn diện rộng ở phía Nam sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày mai đến 2 ngày tới. Một đợt mưa mới chủ yếu tập trung ở khu vực Giang Nam và miền Trung Trung Quốc. Thời gian gần đây, miền Nam Trung Quốc có mưa lớn. Ngoài thảm họa nghiêm trọng ở tỉnh Hồ Nam, một số khu vực ở Quảng Đông và Quảng Tây cũng bị ngập lụt. Các nạn nhân ở Quảng Tây tiết lộ rằng chính quyền địa phương đã không hành động gì và hồ chứa nước xả lũ mà không được thông báo trước gây ra thảm kịch. Sau đó, chính quyền cho chặn hết tin tức về khu vực xảy ra lũ lụt. Kính thưa quý vị khán giả, theo báo chí đại lục đưa tin, kể từ ngày đầu tháng 58 quận tại 13 thành phố bao gồm Quế Lâm, Liễu Châu và Nam Ninh ở Quảng Tây đã xảy ra mưa lớn và lũ lụt. Mực nước sông Lệ Giang dâng lên 147m, cao hơn ranh giới cảnh báo 1m, và 15 quận bao gồm Quế Lâm, Tuyền Châu, Jiyua Chiuan và Giang Hu O bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dân làng ở huyện Giang Hu O tiết lộ rằng không hề có thông báo trước về việc xả lũ từ hồ chứa. Chỉ trong vài phút mực nước đã dâng cao 1 hoặc 2 mét, sau đó chính quyền cũng không đến ứng cứu. Ông Li, một người dân ở quận Giang Hu O, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây cho biết, nước dâng gần 4 mét, tôi chưa bao giờ gặp phải trận lũ lớn như vậy. Tôi đã chứng kiến nhiều người chết, nhiều ngôi nhà bị sập, cá của những người nông dân nuôi bị cuốn trôi do lũ lụt. Chính quyền không thấy đến cứu trợ, chúng tôi phải tự lực, mực nước lên quá nhanh do hồ xả lũ. Vì vậy, chúng tôi không có thời gian để phản ứng và 95% quận Giang Hu O bị ngập chìm trong nước lũ. Mực nước sông Tây Giang ở huyện Bình Nam, thành phố Quý Cảng, Quảng Tây dâng cao khiến nhiều nơi trong thành thị bị ngập úng. Tình trạng thiên tai ở các vùng nông thôn càng thêm nghiêm trọng.
người dân ở thị trấn Gia Peng tiết lộ rằng chính quyền địa phương đã không hành động và không có biện pháp kiểm soát lũ lụt trong khu vực bị thiên tai. Nước và điện đã bị cắt trong những ngày qua nên nước ngọt rất khan hiếm. Anh Giang ở Gia Peng Tao, Ping Nan Cao Ti, Guigang City, Guangxi cho biết, thật đáng kinh ngạc, nước dâng quá lớn, nhiều người không nghĩ tới. Điện thoại di động đã bị ngắt kết nối một lúc, tủ lạnh và các vật dụng trong nhà mọi thứ đã mất hết. Mưa xối xả cũng gây ra thảm họa ở một số khu vực của Quảng Đông. Một số cư dân mạng tung tin, tại ngã tư Ngô Giang và Sa Hồ ở Thiều Quan, một con đường trong khu công nghiệp bị ngập khi trời mưa liên tục. Hệ thống thoát nước đã được xây dựng lại nhưng vẫn bị ngập. Theo tin tức được công bố trên trang web của Bộ Dân chính Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm vừa qua, tính đến 9 giờ ngày hôm đó, 1,738 triệu người ở 80 quận trong 21 thành phố ở Quảng Đông và Quảng Tây bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 20 người chết và 14 người mất tích, hơn 3.500 ngôi nhà bị sập, 16,26 nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 12,6 nghìn hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,84 tỷ nhân dân tệ. Vài ngày trước, Quảng Tây, Hồ Nam, An Huy, Quý Châu và các nơi khác của Trung Quốc liên tục xảy ra mưa lớn, lũ lớn xảy ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng, là nguyên nhân chính là lũ lụt thêm trầm trọng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, từ 2 ngày qua Quảng Tây lại một lần nữa có mưa lớn và duy trì ở phía bắc Quảng Tây, trùng lặp với khu vực mưa lớn từ tuần trước. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, thiên tai lũ lụt đã xảy ra ở 25 quận thuộc 4 thành phố gồm Liễu Châu, Quế Lâm, Bách Sát và Hà Trì ở Quảng Tây. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 35.408,6 ha. Anh Vương, người dân Quế Lâm, Quảng Tây, cho biết các hồ chứa ở địa phương xả lũ do mưa lớn liên tiếp. Hai ngày qua điện thoại di động của anh nhận được thông báo xả lũ từ các hồ chứa nhiều lần trong ngày. Anh Vương nói năm nay mưa nhiều, hình như không ngừng rơi. Trong hai ngày nay mưa lớn nối tiếp nhau, mưa lớn liên tục, nhiều hồ chứa nước tràn vào gây ngập lụt, có nơi ngập rất nặng, nếu địa hình thấp thì ngập vài mét, có nơi cao thì một mét. Nước trong các hang động phía bắc Quế Lâm cũng chảy xiết, phá hủy một số ngôi nhà và nhấn chìm 6 ngôi nhà và 7 người. Báo cáo cho biết, từ hai ngày qua, Hồ Nam tiếp tục duy trì lượng mưa lớn, tổng cộng 337 thị trấn có mưa cực lớn, 61 thị trấn có mưa lớn. Một số cư dân mạng cho rằng trận lụt năm nay là do đập Tương Giang xả lũ, Ly Linh, Y và những nơi khác ở thành phố Chu Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cư dân mạng cũng tiết lộ rằng thành phố Cám Châu và Thụy Tân ở tỉnh Giang Tây đã trải qua mưa lớn trong nhiều ngày và thượng nguồn của hồ chứa đã xả nước lũ gây ra lũ lụt lớn vào ngày hôm qua. Ông In, người dân Chu Châu, Hồ Nam cho biết, lũ lụt ở Chu Châu không phải ở khu vực thành thị, lũ lụt ở ba nơi là do vỡ đê, điện và nước bị cắt, thượng nguồn đang mưa nên lưu lượng nước tương đối lớn. Lũ lụt năm nay đặc biệt nghiêm trọng, những nơi bị ảnh hưởng, thiệt hại rất lớn, nhà bị sập và tầng 1 bị ngập hoàn toàn. Nỗ lực cứu trợ thiên tai của chính phủ còn hạn chế. Báo cáo cũng cho biết, dự báo từ ngày mai đến trung tuần tháng tới sẽ có một vùng mưa lớn ở phía bắc và phía nam Trung Quốc. Dự kiến, lũ lụt lớn trong khu vực sẽ xảy ra ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, một phần của sông Hoàng Hà và sông Hải Hà, sông Tùng Hoa và sông Liao, cũng như mưa lớn và lũ lụt khu vực ở lưu vực sông Châu Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngoài mưa lớn ở miền Trung và miền Nam Đài Loan và một số tỉnh miền Nam Trung Quốc gần đây cũng hứng chịu mưa lớn, 8 người chết và người mất tích, gần 700.000 người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 530 triệu nhân dân tệ. Trận mưa xối xả ập đến tỉnh Hồ Nam vào sáng thứ Bảy, lượng mưa hơn 200mm trong 3 giờ, hơn 70 huyện bị ngập lụt, khiến 2 người chết và 2 người mất tích, 360.000 người bị ảnh hưởng. Mưa xối xả cũng xảy ra tại thành phố Khai Lý, tỉnh Quý Châu, gây sạt lở đất làm 3 người chết, 6 người mất tích và 14 người bị thương, ảnh hưởng đến hơn 30.000 người dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương án sơ tán khẩn cấp những người bị nạn. Gần 300.000 người cũng bị ảnh hưởng ở khu vực Giang Tây. Cục khí tượng đại lục dự đoán rằng vẫn sẽ có mưa lớn ở khu vực phía nam của đại lục trong 2 ngày tới. Thưa quý vị, sau những trận mưa lớn kéo dài kéo theo là một trận lở đất chôn vùi nhà cửa và làng mạc ở miền Tây Nam Trung Quốc, khiến 9 người đã thiệt mạng. Ngoài 9 người chết, 6 người khác được cho là mất tích dưới đống đổ nát của các ngôi nhà ở tỉnh Tứ Xuyên sau các trận mưa từ cuối tuần trước. Thương vong có thể sẽ tăng trong khi nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Trung Quốc thường xuyên phải hứng chịu các trận mưa dữ dội vào mùa hè. Nước sông dâng cao gây ngập lụt các ngôi làng khiến hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm. Cũng trong cuối tuần qua, ít nhất 12 người thiệt mạng ở tỉnh Hồ Bắc và 6 người chết ở tỉnh Vân Nam vì mưa lớn. Còn trong tháng trước, hơn 250 chết khi lũ lụt quét qua miền Duyên Hải Trung Quốc. Trong một diễn biến khác, 21 người thiệt mạng khi một hầm mỏ ở miền Bắc Trung Quốc bị sập. Các nạn nhân mắc kẹt dưới hầm mỏ và chết vì nhiễm khí độc. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!
Tân Hoa xã Thành Đô cho biết, đan sơn động đất làm rung chuyển, nhà cửa sập và hàng nghìn người bị mắc kẹt trong hẻm núi sâu nơi xảy ra trận động đất 6,8 độ Richter ở Đu Đê, Tứ Xuyên. Dư chấn vẫn đang tiếp tục, trời đổ mưa, đất đá ngổn ngang, 72 giờ vàng cứu hộ, lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian. Trên bộ, các đội cứu hộ của Quân Giải phóng Nhân dân và lực lượng cảnh sát vũ trang, chữa cháy, công an, giao thông, y tế hỗ trợ thông tin liên lạc đã vượt sông núi tiến quân dũng cảm. Trên không, máy bay không người lái và máy bay trực thăng bay qua bay lại để phát hiện nguy hiểm, vận chuyển người bị thương và tiếp tế cứu hộ. Trên sông, tàu cao tốc, xuồng xung kích cưỡi sóng gió để tiến vào hòn đảo biệt lập đang bị kẹt. Tôn trọng quyền tối cao của con người và sự sống, lực lượng cứu hộ đã xây dựng một lối đi sinh mạng nối liền nước, đất và không khí trong khu vực thiên tai. Trên núi thì mở đường, dưới nước thì dựng cầu, không có đường thì cứ đi bộ. Vào tuần trước, gần thị trấn Mosi, huyện Lu Đê, tỉnh Gansi, tỉnh Tứ Xuyên, các nhân viên từ cầu đường Tứ Xuyên đang sửa chữa con đường dẫn đến khu thắng cảnh Haliku. Theo Tân Hoa xã đưa tin, cách tâm trấn của thị trấn Mosi khoảng 4 km, Chen Jikai, bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện Chỉnh Thình, Tứ Xuyên, đã hét lên khi thấy con đường phía trước bị chặn hoàn toàn bởi một trận lở đất. Sau đó, không do dự, anh dẫn 5 thành viên trong nhóm ra khỏi xe và đi bộ về phía tâm trấn. Sau khi vượt đèo Yaya Thayria ở độ cao gần 4.000 mét trong một đêm, cuối cùng họ cũng đến được Bệnh viện Nhân dân khu thắng cảnh Halugu, thị trấn Mosi, tâm trấn của tâm trấn lúc 1 giờ sáng. Các thiết bị y tế của bệnh viện bị hư hỏng nặng, cơ bản bị tê liệt. Chen Jikai và các thành viên trong nhóm của anh ấy nhanh chóng bắt đầu điều trị cho những người bị thương, sử dụng các loại thuốc và thiết bị sơ cứu mà họ mang theo để tiến hành sơ cứu những người bị thương. Một đội cứu hộ khác cũng lần đầu tiên đi bộ tới tâm trấn. Cách thị trấn Mosi không xa, những tảng đá chắn ngang đường cứu hộ của máy xúc và một số người dân địa phương bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trước tình hình nguy cấp đó, hơn 240 cảnh sát đặc nhiệm của tỉnh Gansu khi đến giải cứu đã không ngần ngại vào làng để tận tay khai quật đống đổ nát. 1, 2, 3, tay đeo găng, dùng tay nâng đá, dùng xẻng đào đất, cuối cùng cũng giải cứu được những khối đất đá và đã tìm thấy những người bị vùi lấp. Không quan trọng nếu tay bạn bị mòn, miễn là bạn có thể giải cứu những người bị mắc kẹt. Lu Yun Tao, người đứng đầu lữ đoàn thứ 2 của đội cảnh sát đặc biệt thuộc Sở Công an tỉnh Gansu, khẳng định chắc nịch. Tính đến 8 giờ, 2 ngày sau đó, hơn 10.000 lực lượng cứu hộ, hơn 12.000 bộ trang thiết bị, 9 máy bay trực thăng các cấp, các địa phương đã được điều động. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu 286 người bị mắc kẹt và sơ tán 4.866 người. Các cán bộ chiến sĩ của lực lượng đóng quân tại Tứ Xuyên đã hỗ trợ di chuyển 5.995 người. Hai ngày sau đó, gần thị trấn Mosi, huyện Lu Đê, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, lực lượng cứu hộ đã đứng trên một cây cầu dựng tạm để chuyển vật liệu sinh hoạt cho dân làng bên kia sông. Tại làng Muku, thị trấn Mosi, hạt Lu Đê, đối mặt với những thác gành dưới chân họ và những người bị thương và bị ảnh hưởng lo lắng bên kia sông. Các cảnh sát thuộc đội cảnh sát đặc biệt của Sở Công an tỉnh Gansu đã xây dựng một kênh sinh mạng bằng những thân cây và dùng dây thừng để nhanh chóng chuyển những người bị mắc kẹt. Dù rất sợ nhưng tôi không có thời gian để chần chừ, những người bị thương ở phía bên kia đang đợi. Thu Den Quang Kyu, một cảnh sát tham gia cuộc giải cứu cho biết các kênh cứu nạn bị phong tỏa nhiều nơi. Để cứu người trong cuộc chạy đua với thời gian, các cuộc giải cứu tương tự liên tục được huy động lên phía trên những ngọn núi với độ cao trung bình gần 3.000 mét. Một bức tranh giải cứu cuộc sống đầu tiên và dũng cảm tiến lên để cứu mạng người được hé lộ dưới chân núi Gong Ga và bên sông Da Du. Đội quân sắt không quân lao đến tâm trấn của hòn đảo bị cô lập. Và lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó, một UAV Wing Long 2 do Cục Quản lý Khẩn cấp điều động đã cất cánh từ căn cứ Asun ở Quý Châu và đi thẳng đến khu vực động đất để tiến hành trinh sát chặt chẽ các thảm họa địa chất như hồ đập và lở đất trong khu vực động đất, đảm bảo thông tin liên lạc khẩn cấp cho lực lượng cứu hộ. Trên bầu trời phía trên khu vực bị động đất, máy bay không người lái bọ cạp hai đuôi và máy bay không người lái cứu hộ khẩn cấp Wing Long 2H đã được điều động nhiều vòng để xây dựng mạng lưới liên lạc khẩn cấp trên không, gửi lại hiện trường thảm họa trong thời gian thực, hỗ trợ trung tâm chỉ huy trong việc lập lịch và phục vụ đội cứu hộ, lắp ráp và cứu hộ để cung cấp thiết bị bảo vệ. Nhìn kìa, vẫn còn người ở đây. Lúc 9 giờ 5 phút sáng ngày hôm sau, tại trụ sở tiến đầu trận động đất,
các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy hai người sống sót tại khu vực vịnh phía đông của hạt Lude thông qua hình ảnh thực thời gian được gửi lại bằng máy bay không người lái. Đội bay không người lái nhanh chóng liên lạc với những người sống sót thông qua loa phóng thanh và yêu cầu họ thiết lập các biển báo nổi bật trong khu vực an toàn để tiết kiệm thể lực và chờ đợi được giải cứu. Đồng thời, thông tin liên lạc về hiện trường được đẩy lên không trung cho đội giải cứu. Ngay sau đó, hai người sống sót đã được giải cứu thành công. Mạng lưới thông tin bị chia cắt, mất điện và đường cũng bị cắt. Trận động đất đã biến thị trấn Khao Kê ở quận Chiang Mai thành một hòn đảo biệt lập. Lực lượng cứu hộ chỉ có thể tiếp cận thị trấn Wang Gong Ping bằng đường thủy, sau đó đi bộ từ 6 đến 8 giờ. Lúc này dư chấn liên tục xảy ra, tiếp tế thiếu hụt, người bị thương bị mắc kẹt. Trong đêm mưa lạnh, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành một cách khẩn trương. Chẳng bao lâu sau, sân vận động Hip Top của trường trung học cơ sở quận Chiang Mai đã được mở ra như một điểm cất và hạ cánh tạm thời cho các máy bay trực thăng của dịch vụ cứu hộ hàng không quận Chiang Mai để hỗ trợ cho lực lượng không quân hùng hậu. Khi máy bay trực thăng tiếp tục cất và hạ cánh, những người bị thương và mắc kẹt đã được vận chuyển. Vào ngày hôm sau, những người bị mắc kẹt đầu tiên được sơ tán bằng trực thăng từ Hailugu đã đến thị trấn Mosi, hạ Lude. Vào sáng sớm, phóng viên đáp trực thăng từ huyện Chiang Mai đến thị trấn Khao Kê từ trạm kiểm lâm China Southern Airlines trong khoang chứa đầy mì gói và lều cứu trợ thiên tai. Cơ trưởng Subo có hơn 30 năm kinh nghiệm bay nói với các phóng viên rằng cuộc giải cứu đang chạy đua với thời gian. Bay từ quận Chiang Mai đến thị trấn Khao Kê mất khoảng 20 phút, rất nhanh. Ngay ngày xảy ra trận động đất, chiếc máy bay chở 8 người bị thương nặng rời thị trấn Khao Kê. Đèn trong bệnh viện không bị tắt và tất cả nhân viên đang túc trực. Vào lúc 20 giờ 51 phút ngày hôm đó, với tiếng khóc lớn, một em bé đã chào đời. Đây là em bé động đất đầu tiên được sinh ra ở vùng bị ảnh hưởng sau trận động đất Lude. Bé được con sơ sinh trên tay, sản phụ 26 tuổi, chị Thiểm và các nhân viên y tế có mặt không khỏi xót xa. Tai họa là không thể đoán trước, nhưng nhìn thấy đứa trẻ chào đời an toàn cũng khiến chúng tôi hy vọng và xúc động. Cô Sa, người đang hồi phục sức khỏe cho biết, luôn sẵn sàng ứng cứu. Sau trận động đất, Bệnh viện Nhân dân huyện Lude, tỉnh Gansu sáng rực cả đêm. Đèn cảnh báo của xe cứu thương đậu ở cổng liên tục nhấp nháy, người bị thương liên tục được đưa đến. Việc can thiệp tâm lý tại khu tái định cư cũng đang được thực hiện đồng thời. Trận động đất hôm qua thật khủng khiếp, tôi đã mơ thấy cảnh tượng vào ban đêm khi tôi ngủ. Bạn hãy nhắm mắt lại, thư giãn và hít thở sâu. Và mấy ngày sau đó, trong một căn lều tại khu tái định cư tạm thời của quảng trường văn hóa ở làng Haier, thị trấn Chiang Mai, huyện Chiang Mai, Quảng Đông, một nhà tâm lý học từ Bệnh viện Nhân dân số 4 của thành phố Yan đang tiến hành một đối một đánh giá sức khỏe tâm thần của một đứa trẻ 7 tuổi. Sau khi được hướng dẫn, em đã thoải mái hơn, không còn bị chấn động tâm lý nữa. Các tình nguyện viên đi cùng trẻ em chơi với đồ chơi ở thiên đường trẻ em Queen King tại khu tái định cư cứu trợ động đất ở thị trấn Mosi, huyện Lude, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên. Một đội cứu hộ y tế đã đi ngược dòng để tăng cường hơn nữa lực lượng cứu hộ y tế. Vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, đội cứu hộ y tế khẩn cấp thứ 5 của Bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên đã nhanh chóng đến khu vực thảm họa Yan một lần nữa. Đến nay, các bộ phận cứu hộ liên quan vẫn đang chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng nghiêm ngặt các thiên tai thứ cấp như tai biến địa chất, lốc xoáy, tăng cường công tác quản lý người dân di rời, tái định cư để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Lũ lụt thi thể nằm la liệt trên phố ở Trịnh Châu. Vừa qua, một trận lũ hiếm gặp ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Sau khi lũ rút, đường xá bừa bãi ngổn ngang hệt như khung cảnh của ngày tận thế. Từ những đoạn video đăng tải trên mạng có thể thấy xác nạn nhân nằm la liệt trên đường phố. Trận lũ lụt đã nhấn chìm Trịnh Châu, cơn lũ dữ dội đột ngột, không kịp trở tay khiến rất nhiều người mất tích và thương vong. Trong những video được người dân đăng tải trên mạng có thể thấy các thi thể nằm la liệt trên đường, ga tàu điện ngầm và nhiều nơi khác sau khi nước rút. Đoạn video trên được quay tại thị trấn Mễ Hà thuộc địa phận thành phố Củng Nghĩa, Trịnh Châu. Đường phố lụt lội, nhiều ô tô bị cuốn trôi chất thành đống, bị cây cối và nhiều mảnh vỡ, đất đá đổ vào. Khung cảnh hỗn loạn giống như ngày tận thế. Một số cư dân mạng nói, những xác chết trên đường phố Trịnh Châu khiến tôi kinh hồn bạt vía.
chính quyền Hà Nam đưa tin có 25 người thiệt mạng và 7 người mất tích trong trận mưa lớn, trong đó có 12 người tử vong trên tuyến tàu điện ngầm số 5. Tuy nhiên, theo bản tin của đài RFA cho biết có ít nhất 20 người thiệt mạng trên tuyến tàu số 5 và nhiều người mất tích. Hiện tại, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục bùng phát trở lại và lây lan mạnh ở Trung Quốc. Lại thêm một trận lũ lớn ở Hà Nam, càng khiến người dân lo lắng chưa hết lũ lụt đã lại đến dịch bệnh. Trước khi thảm họa xảy ra, cơ quan chức năng đã không kịp thời cảnh báo, cũng không áp dụng biện pháp ứng cứu hiệu quả khi thiên tai xảy ra. Do đó, người dân chỉ có thể tự tổ chức cứu nạn khẩn cấp. Sau trận lũ, lực lượng cứu hộ dân sự đã sử dụng các công cụ thô sơ đơn giản để tìm kiếm qua một số lượng lớn ô tô bị ngâm trong nước và cố gắng tìm những tài xế còn tia hy vọng sống sót. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, một thành phố rộng lớn như Trịnh Châu làm sao có thể tan hoang như vậy chỉ sau một trận mưa lớn. Với lưu lượng nước lớn và chảy xiết như vậy, nếu không phải do vỡ bờ, vỡ đập thì chính là do hồ chứa ở thượng nguồn lại bất ngờ xả lũ, chính là tai họa do con người gây nên, xả lũ quá bất ngờ. Cơ quan phòng chống thiên tai của Trịnh Châu đã đăng thông báo vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau trên Weibo, nói rằng sẽ xả lũ lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua. Tuy nhiên, tính đến 21 giờ 34 phút, mực nước của hồ chứa Thường Trang là 130,54m, cao hơn mực nước giới hạn của lũ là 3,05m và đã giảm 70cm so với mực nước cao nhất ngày hôm đó. Đài RFA đưa tin, nhiều người đặt câu hỏi tại sao cơ quan chức năng xả lũ vào buổi sáng nhưng mãi đến khuya mới thông báo. Bà Vương, một cư dân ở Trịnh Châu nói rằng, chính quyền đã không đưa ra cảnh báo sớm trước khi xả lũ, khiến tàu điện ngầm vẫn hoạt động như bình thường, do đó mới gây ra nhiều thương vong như vậy. Bà Vương cho biết vào lúc 5 hoặc 6 giờ tối ngày hôm đó, mực nước đột nhiên tăng lên. Điều này hơi lạ vì mưa lớn sẽ khiến mực nước dần dần tăng lên chứ không dâng cao một cách đột ngột chỉ trong một tiếng đồng hồ. Nhiều người đã không chút chuẩn bị và ngay cả tàu điện ngầm cũng không bị đình chỉ. Còn có video người dân Trịnh Châu quay lại vào trưa ngày hôm đó, tại trung tâm thành phố, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ toàn bộ con đường bất ngờ bị ngập, chứng tỏ lũ không phải là do mưa kéo dài nhiều ngày mà là do đột ngột xả lũ. Một số cư dân mạng than thở, mọi người ở Trịnh Châu đang khóc than, đang gào thét và tuyệt vọng. Hiện có hơn 20.000 người mắc kẹt tại ga xe lửa Thành Đô do mưa lớn trên tuyến Bao Trang. Từ 5 ngày trước đó đến 6 giờ chiều hôm qua, đoạn từ Quảng Nguyên đến Minh Giang trên tuyến Bao Trang bị mưa lớn, 23 chuyến tàu ra vào Tứ Xuyên bị hoãn ở các mức độ khác nhau. Hôm qua, gần 20.000 hành khách buộc phải ở lại ga xe lửa Thành Đô. Nhà ga đã đưa ra một kế hoạch khẩn cấp. Ga xe lửa Thành Đô cho biết đây là tuyến đường sắt bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong những năm gần đây. 12 chuyến tàu khởi hành bị mắc kẹt, đây là vụ tấn công tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm qua, hàng chục hành khách lo lắng có vé xếp hàng trước cửa sổ hỏi đáp tại ga Thành Đô. Đồng thời, quảng trường ga, sảnh soát vé, sảnh chờ và các nơi khác cũng chật cứng người chen chúc như trong giờ cao điểm lễ hội mùa xuân. Người phụ trách ga đường sắt Thành Đô cho biết, tính đến 6 giờ chiều ngày hôm qua, 12 chuyến tàu từ Thành Đô đến Thượng Hải, Bắc Kinh, Tây An và những nơi khác trên tuyến Bao Trang đã bị hoãn do mưa lớn ở đoạn Ninh Giang, Công Doan và tuyến Bao Trang với gần 20.000 chuyến tàu bị hoãn, hành khách buộc phải ở lại ga Thành Đô. Đây là thời điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong những năm gần đây. Theo Cục Đường sắt Thành Đô, tính đến 10 giờ đêm qua, đoạn từ Guyaba đến Chùa Elang trên tuyến Bao Trang vẫn bị phong tỏa. Các chuyến tàu muộn ngày hôm qua bao gồm K880 đến Tây An, K386 đến Thẩm Dương Bắc, 1662 đến Hán Khẩu, K284 đến Thượng Hải, K856 đến Lan Châu, K870 đến Trịnh Châu, K165 đến Côn Minh, K452 đến Urumqi và 1486 đến Thái Nguyên, đến Phan Chi Hua, K117 đến Thượng Hải. Tính đến 6 giờ ngày hôm qua, ngoại trừ K390 và T8, hầu hết các chuyến tàu khác vẫn chưa xác định được giờ khởi hành cụ thể, thời gian trễ tàu lâu nhất khoảng 6 tiếng. Cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hơn 10 chuyến tàu từ Tây An, Thẩm Dương Bắc, Thượng Hải, Lan Châu, Tây Bắc Kinh và những nơi khác đến Thành Đô đã đến Thành Đô muộn. Nhiều chuyến tàu đã được chuyển hướng sang các tuyến Suncheong, Dacheng, Cheongju, Shinkang và các tuyến đường vòng khác. Trận mưa đặc biệt lớn và chuyến tàu xuất phát phải quay trở lại Thành Đô. Điều này được hiểu là do lượng mưa ở đoạn Minyang, Gongjuan vượt qua mức cảnh báo đường sắt. Tàu T8 từ Thành Đô đến Bắc Kinh Tây và K390 đến Phúc Châu.
các chuyến tàu đã được điều động đều được lệnh quay lại nửa chừng. Sau khi trở về thành đô, chúng được chuyển hướng sang các tuyến Suncheong, Dacheong và Jeonju để chạy đường vòng. Hành khách đi Minyang, Gongjuan, Baoji, Tây An và Jiyu không thể đến đích phải quay lại thành đô và xuống xe. Ngoài ra, các chuyến tàu đi đường vòng ngày hôm qua bao gồm K206 đến Qingdao, K292 đến Thượng Hải, K166 đến Tây An, 1048 đến Tây Ninh và 1314 đến Thiên Tân. Do số lượng chuyến tàu trễ ngày càng tăng, 7 cửa sổ hoàn tiền nữa đã được mở vào buổi trưa. Được biết, số chuyến tàu trễ ngày hôm qua chiếm gần 20% số chuyến tàu khởi hành từ Thành Đô. Sau khi tàu bị hoãn, ga Thành Đô đã đưa ra phương án khẩn cấp mở cửa sổ hoàn tiền để giải quyết đầy đủ các thủ tục hoàn vé cho hành khách. Người phụ trách nhà ga cho biết 8 giờ sáng đã mở thêm 3 cửa sổ. Sau đó, do lượng tàu trễ ngày càng nhiều nên buổi trưa đã mở thêm 7 cửa sổ hoàn tiền. Cục Đường sắt Thành Đô đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng, trên tuyến Bao Trang vẫn sẽ có mưa lớn trong 24 giờ tới. Thống kê cho thấy từ 6 giờ 02 phút ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, trên tuyến Bao Trang có 16 điểm quan trắc với lượng mưa liên tục 100mm, 58 khu vực bị phong tỏa, 48 lần do mưa lớn, 9 trận lũ xảy ra. Việc vận chuyển trên tuyến Bao Trang bị gián đoạn rất nhiều, khiến nhiều chuyến tàu bị hoãn ở nhiều mức độ khác nhau. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng, trên tuyến Bao Trang vẫn sẽ có mưa lớn trong 24 giờ tới. Theo các quy định liên quan, trụ sở kiểm soát lũ lụt của Cục Đường sắt Thành Đô đã quyết định sau khi nghiên cứu rằng từ 5 giờ đến 30 giờ chiều ngày hôm trước đến 8 giờ tối ngày hôm nay, tuyến Bao Trang đoạn Chengdu Pusheong của tuyến Chengdu Kunming, tuyến đoạn Chengdu Nanyang của tuyến Chengdu Dongping, tuyến Dacheng, tuyến Sucheng và tuyến Ne từ Nanyang đến Yajin đã đưa ra dự báo mưa bão và tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam cho tuyến Bao Trang. Theo quan sát, vào ngày hôm qua, lượng mưa tối đa hàng ngày tại điểm quan sát lượng mưa Dalusan trên tuyến Bao Trang là 198,2mm. Đây là lượng mưa ngày lớn nhất kể từ khi Cục Đường sắt Thành Đô bước vào mùa lũ năm nay. Tính đến 6 giờ chiều ngày hôm qua, tuyến Bao Trang vẫn chưa hoạt động trở lại bình thường. Hiện Cục Đường sắt Thành Đô đã đưa ra phương án ứng cứu khẩn cấp, nhanh chóng tổ chức lực lượng khẩn trương đến hiện trường, triển khai tuần tra liên tục hơn 60 đoạn đường. Thưa quý vị, do bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập của cơn bão Sampa, mưa lớn đã đổ qua Giang Tây. Cục khí tượng Giang Tây dự đoán rằng Sampa sẽ ở lại Giang Tây trong 2 ngày và các trận mưa bão lớn ở Giang Tây sẽ tiếp tục. Theo dõi mới nhất của Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây lúc 9 giờ cho thấy, do ảnh hưởng của bão Sampa, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, tại Tahe, Wanjian, Gingshan, Yangtze và 20 quận và thành phố bao gồm cả Vĩnh Phong đã xuất hiện mưa rông lớn, 148 thị trấn hứng chịu mưa lớn và 29 thị trấn có mưa rất lớn. Trong 48 giờ qua, lượng mưa trung bình ở Giang Tây đã đạt 56mm, lượng mưa ở 133 thị trấn tại 25 quận và thành phố trong tỉnh vượt quá 100mm và lượng mưa ở 18 thị trấn tại 9 các quận và thành phố vượt quá 200mm. Cục khí tượng dự báo áp thấp nhiệt đới sau khi suy yếu Sampa sẽ vẫn ở lại Giang Tây 2 ngày và sẽ còn ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Giang Tây. Đến 9 giờ ngày mai, tâm áp thấp sau khi bão Sampa suy yếu vẫn ở trên thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây và sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc trong ngày mai. Bị ảnh hưởng bởi bão Sampa, vào ngày mai sẽ có mưa vừa đến mưa to hoặc dông ở Jian, Jinchun, Pingsang, Xinyu và phần phía Bắc của thành phố Ganju, tỉnh Yangtze. Ở một số khu vực sẽ xuất hiện mưa lớn cục bộ. Bộ khí tượng nhắc nhở rằng do ảnh hưởng của bão áp thấp lên Giang Tây sau khi bão Sampa suy yếu, các khu vực liên quan cần tập trung phòng chống các thảm họa như lốc xoáy núi, ngập úng thành thị và nông thôn và lũ lụt đầu nguồn sông nhỏ do lượng mưa lớn liên tục gây ra. Các phóng viên vừa được biết từ Cục Đường cao tốc Quế Lâm rằng trời vẫn đang mưa tại địa điểm xảy ra sự cố sập đường cao tốc Quảng Tây Long Sen đến Tài Nguyên, nhưng mưa không mạnh. Một làn đường đã được thông thoáng, hiện hơn 200 phương tiện có thể qua lại, không có trường hợp mắc kẹt. Tuy nhiên, trên dốc vẫn còn những tảng đá nguy hiểm, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Do tuyến đường dẫn vào khu du lịch suối khoáng nóng vẫn đang là mùa cao điểm du lịch, lưu lượng phương tiện tăng so với ngày thường nên các tài xế được nhắc nhở không nên qua đây. Đêm nay trời vẫn còn mưa xối xả và nguy hiểm vẫn còn. Trong những ngày qua, cũng do mưa lớn liên tục, các thảm họa thiên nhiên như lở đất đã lần lượt xảy ra ở thành phố Quế Lâm và huyện Linh Huy, dẫn đến tổng trong số 4 người chết và 6 người bị thương.
Vào tối ngày hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra ở núi Bayman gần Jilin, thị trấn Dahe, ngoại ô thành phố Quế Lâm. Những tảng đá lăn xuống đã san phẳng một dãy nhà đơn sơ bên dưới núi, làm 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Vào chiều ngày hôm nay, vụ sạt lở đất phía sau khách sạn Jinshan ở quận Lĩnh Huy và những tảng đá đã ập vào quán cà phê Internet Hê Thông ở tầng 1 như một cơn sóng khổng lồ. Sau thảm họa, thành ủy và chính quyền thành phố Quế Lâm rất coi trọng, lãnh đạo đã ngay lập tức đưa ra các yêu cầu về công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Các nhân viên từ các bộ phận liên quan nhanh chóng đến nơi xảy ra thảm họa để chỉ huy và thực hiện công tác cứu hộ. Theo kết quả điều tra tại chỗ vụ sập đá của các chuyên gia, trạm quan trắc môi trường địa chất Quảng Tây có đặc điểm là thảm họa địa chất sập đá hình thành do mưa xói mòn trong điều kiện tự nhiên. Hiện công tác khắc phục hậu quả vụ việc và trấn an gia đình các nạn nhân đang được tiến hành một cách thận trọng. Để đối phó với thảm họa địa chất, lãnh đạo thành phố Quế Lâm yêu cầu các sở ngành liên quan tiến hành kiểm tra thảm họa địa chất trên toàn thành phố để ngăn chặn những thảm họa địa chất tương tự tái diễn. Kính thưa quý vị, do mưa bất ngờ ở Bắc Kinh đã khiến cho gần 1.000 hành khách ở Hàng Châu mắc kẹt tại sân bay. Chiều ngày hôm qua, tất cả các chuyến bay từ sân bay quốc tế Tiêu Sơn – Hàng Châu đến Bắc Kinh đều bị hoãn và gần 1.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Phóng viên được biết từ sân bay Tiêu Sơn, do trời bất ngờ đổ mưa lớn ở Bắc Kinh và thời tiết xấu nên chuyến bay từ sân bay đến Bắc Kinh bị hoãn, chuyến bay từ Bắc Kinh đến Hàng Châu cũng bị ảnh hưởng. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, tổng cộng 10 chuyến bay ra vào sân bay Hàng Châu đã bị hoãn và gần 1.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay này. Một hành khách đi máy bay HU7278 của hãng hàng không Hainan cho biết, ban đầu chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 12 giờ 50 phút, nhưng đến nay hành khách vẫn chưa thể cất cánh sau gần 3 tiếng đồng hồ chờ lên máy bay. Hiện hơn 200 hành khách đã về đến hội trường chờ đợi. Người có liên quan phụ trách sân bay Tiêu Sơn cho biết, đến 17 giờ thời tiết ở Bắc Kinh đã ổn, nhưng trên đường bay từ Hàng Châu đến Bắc Kinh vẫn còn mây dông nên chuyến bay vẫn chưa hoạt động trở lại bình thường. Bộ Hàng không nhắc nhở rằng dông bão thường xuyên xảy ra vào mùa hè sẽ có lượng mưa lớn trong thời gian ngắn kèm theo sét và sấm. Sấm và sét hầu như hàng ngày hoặc cách ngày ở các thành phố phía Nam. Loại mưa này thường xảy ra vào buổi chiều và là nguyên nhân chính của việc hoãn chuyến bay vào mùa hè. Mưa lớn vẫn đang tiếp tục ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Các thành phố Tân Hương, Tiêu Tác, Hạ Bích, An Dương và những nơi khác ở tỉnh Hà Nam đã phải hứng chịu những trận mưa to dữ dội trong vài ngày qua. Lượng mưa ở huyện Kỳ, thành phố Hạ Bích và ở Vệ Huy, Tân Hương đã vượt qua cả thành phố Trịnh Châu. Mưa lũ cộng thêm xả lũ đã khiến nhiều nơi bị ngập, người dân bị mắc kẹt. Cô Chu đến từ Giang Tô nói với phóng viên của Epoch Times rằng cô và bạn đã lái xe từ Vô Tích đến Tân Hương để đón con mình về nhà vào kỳ nghỉ. Nhưng đến rồi thì không đi nổi nữa. Cả con đường đều ngập nước, là một biển nước mênh mông, không có cách nào để ra ngoài cả. Đường cao tốc cũng đóng cửa rồi. Nhóm của cô đã tìm được một khách sạn và đậu xe ở một nơi cao giáo. Hôm qua, đậu xe ở nơi cao giáo, nước còn không chạm vào được xe. Hôm nay, xe của chúng tôi đã bị ngâm trong nước. Khi chúng tôi đến khách sạn, nước trong khách sạn chỉ đến bàn chân. Tôi nghe người phục vụ nói, nước ở tầng 1 đã ngập đến thắt lưng rồi. Chúng tôi cũng không dám xuống nữa. Cô Chu nói rằng trời đã mưa to suốt 4 ngày. Lúc chúng tôi đến, mưa còn chưa to, mới chỉ mưa hơn một ngày. Không ngờ rằng lại như thế này. Cô không hiểu tại sao chỉ qua một đêm mà nước lại dâng lên nhiều như vậy. Không hiểu sao chỉ mới qua nửa đêm, đến gần sáng thì đã từ bàn chân lên đến thắt lưng rồi. Chúng tôi đã gọi 110 và 110 đã cho chúng tôi hai cuộc gọi cứu trợ. Gọi nữa cũng không ai trả lời. Đường dây nóng 12345 của thị trưởng cũng không ai nghe máy. Không có cách nào để chúng tôi cầu cứu. Chúng tôi cũng phát video trên Weibo. Nhưng phát chưa đến 2 phút thì đã bị xóa, không thể đăng lên Weibo mà cũng không thể gọi điện cứu trợ. Cô nói vừa nãy khách sạn có mất điện khiến chúng tôi sợ chết khiếp. Phóng viên của Epoch Times còn phát hiện ra rằng các cuộc điện thoại trong khi thiên tai thường bị gián đoạn và đôi khi còn bị khóa số. Phóng viên đã sử dụng Internet để gọi điện nhưng không cách nào kết nối, bên kia chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp. Cô Chu xác nhận với phóng viên rằng cô nhận được tin nhắn cho biết có cuộc điện đến nhưng cô không thể nghe máy được. Cô Chu nói rằng bây giờ họ cũng không thể đi xuống lầu hay ra ngoài. Hàng hóa trong siêu thị gần như đã hết sạch, đồ ăn trong phòng ước chừng 1-2 ngày nữa sẽ hết. Cô không dám xuống nước do có vài chỗ đã bị chập điện do ngập. Chúng tôi từ thành phố Vô Tích lái xe qua đây.
tốn mất 9 tiếng vì chúng tôi không trích vaccine nên không thể mua vé xe lửa. Cô nói khi chúng tôi đến Trịnh Châu còn đi được nhanh. Khi rời Trịnh Châu vào lúc 9 giờ, chúng tôi lại phải đi rất chậm và gần như bị kẹt lại. Lúc đó Trịnh Châu ngập nặng hơn so với Tân Hương. Cô cho biết vẫn còn hơn 50 người sống trong khách sạn, mạng Internet không tốt và điện thoại di động không có tín hiệu. Chưa thấy ai đến cứu trợ, điện thoại đến lúc quan trọng thì gọi không được, không có cách nào để liên hệ với đội cứu hộ và cô không biết phải làm gì. Cô Chu chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Trời mới mưa một ngày, làm sao có thể nghiêm trọng như vậy? Tôi cũng không ngờ rằng mưa có thể lớn như thế này. Những chiếc xe hơi đều ngâm trong nước hết rồi, nhìn từ trên cao xuống chỉ còn thấy cái nóc. Xe coi như xong rồi, may mà giữ được tính mạng. Phóng viên của Epoch Times đã gọi được cho chủ của một chiếc xe bị mắc kẹt gần giao lộ giữa đại lộ Đông Minh và đại lộ Kim Tuệ ở Tân Hương. Người này nói với phóng viên rằng đội cứu hộ vẫn chưa đến, nước gần đó quá sâu nên không thể thoát ra được. May mà mưa đã tạnh rồi và tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tín hiệu điện thoại đã bị ngắt ngay sau khi anh ta nói hết câu. Cư dân mạng phản ánh rằng lượng mưa ở Tân Hương đã vượt quá lượng mưa ở Trịnh Châu vào ngày hôm qua, nhưng công tác cứu hộ hoàn toàn không theo kịp. Tất cả các số gọi cứu hộ có thể tìm thấy trên mạng đều bận. Có người đăng bài nhắc nhở mọi người rằng đèn đường đối diện ngân hàng CCB ở ngã tư đường Thắng Lợi và đường Nhân Dân đã bị giò điện, đừng lội qua nước, có hai người đã bị giật rồi. Đoạn đường Bình Nguyên ở phía đông của tòa nhà Dự Bắc đã bị sạt lở tạo thành một cái hố rộng hơn 1 mét. Các phương tiện và người đi bộ được yêu cầu đi đường vòng. Đường Tân Nhất Nhai đã bắt đầu lún xuống, đoạn bên ngoài trường tiểu học của thôn đã bị sập, lối vào của nhà máy Gia Lộ Nam cách cửa sông Hoàng Hà 300m về phía đông đã bị sập, chìm trong nước và không còn có thể nhìn thấy. Có địa phương nước vượt quá 2,2m. Làng Trang Đầu, huyện Ủy Thị, thành phố Khai Phong đã gửi đi thông báo cầu cứu. Người dân trong làng bị mắc kẹt, tính mạng của hàng nghìn người đang gặp nguy hiểm. Mực nước ở đó đã cao hơn thắt lưng từ lâu. Điện thoại cứu trợ không gọi được. Trong làng có rất nhiều người già và trẻ em. Họ đã mất mạng Internet, mất điện, mất nước. Tính đến thời điểm này, phóng viên của Epoch Times vẫn không thể liên lạc được với những người dân bị mắc kẹt. Làng Trần Bảo, thị trấn Đại Khối, quận Phượng Tuyền, thành phố Tân Hương đang kêu cứu. Toàn bộ ngôi làng đầy nước, tất cả nhà dân đều bị ngập, hiện tại vẫn chưa thấy cứu hộ. Một cư dân mạng đăng bài nói rằng, tại làng Tiểu Khối, thị trấn Đại Khối, quận Phượng Tuyền, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, do khu vực miền núi Huy huyện xả lũ, con đê trong làng không thể chặn nổi nên mực nước không ngừng dâng cao. Hiện tại mực nước sâu nhất đã đạt đến 2m. Trong làng có rất nhiều người già và trẻ em. Hiện tại làng đang trong tình trạng không có điện, nước, tín hiệu. Tôi không thể liên lạc được với gia đình từ chiều hôm qua. Không chỉ làng Tiểu Khối mà những ngôi làng khác ở thị trấn Đại Khối như Trần Bảo, Bắc Trang, Mạnh Trang, Tú Tải Trang đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Được biết, phải đến tối 2 ngày sau, đội cứu hộ dân sự ở Vệ Huy Tân Hương mới hoàn thành việc bàn giao và sơ tán với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Người dân địa phương cho biết rất nhiều nơi đã xả lũ để bảo vệ Trịnh Châu. Về chính quyền xả lũ tại các hồ chứa ở thượng nguồn được cho là một trong những nguyên nhân gây ra lũ lụt, hơn nữa là do phản ứng dây chuyền của việc xả lũ hồ chứa hàng loạt, chứ tuyệt nhiên không phải là chỉ có một hồ chứa xả lũ. Theo báo cáo của China News Service, mực nước ở hồ chứa Quách Gia Tư, quận Nhị Thất, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã tăng lên rất nhanh và khiến đập bị vỡ vào lúc 1 giờ 30 phút ngày hôm sau. CCTV News đưa tin rằng một trận lũ siêu lịch sử đã xảy ra trên sông xả lỗ ở Trịnh Châu, Hà Nam. Mực nước cao nhất tại hồ chứa Thường Trang ở thượng nguồn vào lúc 19 giờ ngày hôm đó là 131,31m. Lưu lượng dòng chảy tối đa là 525m³ mỗi giây. Theo trang web chính thức của Cục Thủy lợi thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, vào lúc 0 giờ ngày hôm sau, lưu lượng ở trạm Tân Trịnh trên sông Song Kỵ, một nhánh của sông xả lỗ, đạt đến 1998m³ mỗi giây. Đây là trận lũ lụt lớn nhất trên sông xả lỗ trong gần 40 năm trở lại đây. Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán thành phố Tân Hương cho biết rằng mực nước ở trạm Cử Hợp đang tiếp tục dâng cao đến 17 giờ 40 phút 2 ngày sau đó. Nước từ sông Cử đã tràn vào sông Vệ. Nước dâng lên dọc theo sông Vệ gây ra lũ lụt. Họ thông báo cho người dân dọc tuyến bờ sông di dời khẩn cấp. Theo tin tức mới nhất trên mạng, sông Vệ đã bị vỡ đê.
người dân địa phương nói với phóng viên của Epoch Times rằng các nơi đều đang xả lũ, mục đích là để bảo vệ Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh. Mưa rất lớn, rất nhiều hồ chứa đã xả nước để bảo vệ Trịnh Châu, toàn bộ tỉnh Hà Nam đều đang xả lũ, nhất là Bắc Trung Bộ. Hiện nay sợ nhất là sông Hoàng Hà sẽ vỡ bờ, lúc đó thì chỉ có thể cho nổ bờ bắc sông Hoàng Hà để bảo vệ Trịnh Châu. Lũ lụt đã khiến nhiều tuyến tàu mắc kẹt tại Tân Hương và Hà Bích. Một hành khách kêu cứu nói rằng chuyến tàu T122 của chúng tôi đã bị kẹt ở Tân Hương, mất cả ngày trời mới đến Thiên Tân rồi lại bị kẹt ở huyện Kỳ, Hà Bích, Hà Nam. Đã kẹt hơn 50 giờ rồi, trên tàu có gần 500 người, trong đó có nhiều người già và trẻ em. Bây giờ Tân Hương ở phía Nam đang bị ngập lụt, trạm gần nhất ở phía Bắc là An Dương, tình hình cũng không mấy khả quan. Thạch Gia Trang cũng đang mưa rất lớn, tiến thoái lưỡng nan. Toa ăn uống trên tàu tạm thời có thể cung cấp nước và thức ăn, nhưng sẽ không được lâu. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Một hành khách xác nhận với phóng viên rằng họ vẫn đang ở trên tàu đã 3 ngày rồi, hiện tại hàng tiếp tế đã đến. Vì đoàn tàu dừng khá gần Trịnh Châu nên đây có thể là chuyến tàu cuối cùng rời bến. Những chuyến tàu khác cũng đang phải dừng. Chúng tôi phải đợi những chuyến tàu phía trước đi rồi mới có thể đi. Hiện tại đã ở trên tàu được 3 ngày rồi. Thưa quý vị, vào sáng sớm ngày hôm qua, phóng viên đã biết được từ Sở Giao thông của thành phố Yan Tứ Xuyên rằng ba vịnh Dinh Dinh K2432 cộng 800-900 ở Yan City trên quốc lộ 108 do mưa lớn kéo dài mấy ngày nay nên nền đường lún sâu gần 2 mét đã triển khai kiểm soát giao thông hai chiều, cấm tất cả các phương tiện qua lại. Do mưa lớn liên tục cọ rửa lớp nền nên nền của lớp phụ đã bị mềm. Một khi nền đường sụp đổ và chặn dòng sông, một hồ nước sẽ được hình thành, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của người dân ven sông ở 7 thị trấn Hạ Du và an toàn của hồ chứa và đập thủy điện Hua Tan. Được biết, vào khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua, Julie, chính ủy của đội cứu hỏa Gia An, dẫn đầu một đội đặc nhiệm cứu hộ và cứu trợ thiên tai đến hiện trường khắc phục hậu quả trong khu vực nguy hiểm của điểm sạt lở và thiết lập khu vực cảnh báo để đảm bảo an toàn hiện trường. Sau khi theo dõi sự gia tăng của sạt lở đất nền ở đoạn Hu Tan Sang Wan của quốc lộ 108, Su Yan Jun, phó thị trưởng điều hành thành phố Gia An, ngay lập tức triệu tập lực lượng công an phòng cháy chữa cháy, cảnh sát vũ trang, điện lực, dân sự và các bộ phận khác để nhanh chóng bắt đầu kế hoạch liên kết khẩn cấp và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả để ngăn chặn có hiệu quả sự xuất hiện của các thảm họa lớn hơn nữa diễn ra. Đến 9 giờ sáng ngày hôm qua, công trình phụ dài 120m bị lún sâu 4-5m, trong đó phần phụ tuyến 25m và làn đường tạm phía trong cũng bị sạt lở, cũng gây nứt đường nên giao thông trên quốc lộ 108 bị gián đoạn hoàn toàn. Đoạn đường nằm bên dưới đập thủy điện Huan Tan và ngay trên sông Dinh Nghê, địa hình dốc, một khi sạt lở quy mô lớn, bùn đá sẽ lăn thẳng xuống sông, có khả năng tạo thành hồ đập với hậu quả không thể tưởng tượng được. Trong trường hợp khẩn cấp, cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy nhanh chóng dùng xe nước cứu các điểm sụt lún dưới nước, đồng thời thông qua phương pháp cảm ứng chủ động, đẩy nhanh tốc độ trượt, ngăn sập tổng thể trên diện rộng. Đến 15 giờ 30 phút ngày hôm qua, đoạn sụt lún nguy hiểm nhất đã được nước xả trôi và nhanh chóng trượt xuống đáy sông để giải tỏa nguy hiểm. Trong khi khắc phục hậu quả của trận sạt lở này, các cán bộ chiến sĩ cứu hỏa từ một con đường khác đã phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát vũ trang, dân quân dự bị và các bộ phận khác khẩn trương sơ tán 13.327 người dọc sông khỏi 7 thị trấn bên dưới trạm điện Hua Tan. Và tối ngày hôm qua, Wei Hong, phó tỉnh trưởng tỉnh Tứ Xuyên, người đã nhanh chóng đến hiện trường đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ và chiến sĩ cứu hỏa trong việc khắc phục sạt lở và di chuyển quần chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn Gia An trên quốc lộ 108 và 318 đã bị gián đoạn hoàn toàn. Cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vẫn đang bám sát hiện trường ba hồ lớn Hua Tan trên quốc lộ 108, theo dõi diễn biến nguy hiểm, chỉ huy các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ 9 giờ tối ngày hôm qua, Hami, Tân Cương tiếp tục có mưa trong 10 giờ. Trận lũ quét đã cuốn trôi đoạn 3608-3615 km của quốc lộ 312, gây ra sạt lở khiến hơn 300 phương tiện và hơn 1.000 hành khách buộc phải ở lại. Nước lũ cũng tràn vào nhà của một số nông dân ở thị trấn Ebao, thành phố Hami, bên cạnh đường cao tốc. Từ tối ngày hôm trước, các nhân viên thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hami và bộ phận quản lý giao thông đường cao tốc đã khẩn trương đến hiện trường để phân luồng cho người đi bộ và phương tiện qua lại.
Ngoài ra, do mưa xối xả, tỉnh lộ Tân Cương 303 cách quận tự trị Bakun, Kazakhstan 40 km về phía tây đã bị lũ cuốn trôi vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm qua, khiến các phương tiện không thể qua lại. Hiện đang sửa chữa khẩn cấp. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày hôm qua, cáp quang thông tin liên lạc giữa thành phố Hami và quận Bakun, Tân Cương đã bị đứt do lũ lụt và việc sửa chữa khẩn cấp cũng đang được tiến hành. Theo Tân Hoa xã, bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới mạnh Bilis vào chiều 2 ngày trước, mưa lớn thường xuất hiện ở hầu hết các khu vực của tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông. Khoảng 22 giờ ngày hôm đó, tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu ở Quảng Đông tỉnh bị ngập lụt nghiêm trọng giữa Giang Tan và Lê Trang, do đó các tuyến thượng nguồn và hạ lưu bị gián đoạn. Giao thông đường sắt bị cản trở nghiêm trọng. Hiện tại, bộ phận đường sắt đang nỗ lực hết sức để cứu vãn tình hình. Tính đến thời điểm báo chí hôm qua, hàng nghìn hành khách đã bị mắc kẹt tại các ga Jeju, Hengyang, Changsha và các ga khác ở Hồ Nam. Sau trận lũ lụt xảy ra, khi viết báo cáo về việc gián đoạn hoạt động của tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu, Bộ trưởng Bộ Đường sắt Lưu Chí Quân đã chỉ đạo phải nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả hành khách, đảm bảo an toàn của nhân viên đường sắt và gia đình của họ, sửa chữa và thông tuyến càng sớm càng tốt với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ngay trong đêm hôm đó, đường sắt đã nhanh chóng bố trí 1.496 hành khách trên tuyến tàu T-256 bị lũ bao vây đến trường học gần đó. Không có hành khách nào bị tai nạn. Hiện tại, các ga Quảng Châu, Thiệu Quan, Trần Châu, Hành Dương, Trường Sa, Chu Châu, Lao Di, Lạc Dương, Hoài Hóa và các ga đường sắt khác đã kịp thời mở cửa sổ cho hành khách đến làm thủ tục như hoàn tiền, thay đổi chuyến. Cục đường sắt cho biết, do số lượng lớn các khu vực bị ngập lụt và lượng mưa không ngớt, nhiều tuyến đường đã bị phá vỡ, gây nên thêm khó khăn cho công tác cứu hộ đường sắt. Dự kiến việc khôi phục tuyến sẽ mất một thời gian. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và mưa lớn, hầu hết các chuyến tàu khởi hành từ các ga đường sắt ở tỉnh Quảng Đông về phía Bắc qua tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu đã dừng hoặc chạy theo đường vòng. Và hầu hết các chuyến tàu đi về phía Nam thông qua tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu đến các ga đường sắt khác nhau ở Quảng Đông cũng dừng lại hoặc chạy theo đường vòng. Điều này cũng được hiểu rằng dưới ảnh hưởng của Bilis, lượng mưa lớn đã xảy ra ở Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tây, Chiết Giang và các tỉnh khác. Một số con sông ở Hồ Nam, Quảng Đông và Phúc Kiến đã trải qua lũ lụt vượt qua mức đảm bảo hoặc cảnh báo và trận lũ lụt lớn nhất được ghi nhận đã xảy ra ở Lệ Thủy, một nhánh sông của Tương Giang và Yushui, một nhánh của sông Bắc Giang. Từ 5 giờ ngày thứ hai đến 5 giờ chiều hôm qua, tổng cộng 28 quận, thành phố ở tỉnh Hà Nam đã có lượng mưa tích lũy vượt quá 100mm. Và lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ tư, do mưa xối xả liên tục ở Trịnh Châu, tuyến từ Công Nghĩa Đông đến Mông Gu K627 km+150m trong đoạn Trịnh Châu của đường sắt Long 2 bị ngập sâu sau 7 giờ hoạt động. Cũng chịu ảnh hưởng tổng hợp của luồng không khí ấm và ẩm phía tây nam và đường cắt độ cao ở rìa đỉnh cận nhiệt đới. Từ ngày thứ hai vừa qua, mưa lớn lần đầu tiên xuất hiện ở Chu Trang và Yuku ở trung tâm tỉnh Hà Nam và khu vực mưa lớn đã phát triển theo hướng tây và bắc từ ngày thứ hai đến đêm ngày thứ ba. Mấy ngày qua, Trịnh Châu, Lạc Dương, Giao Chỉ, Tân Hương, Khai Phong và các khu vực khác đã lần lượt trải qua những trận mưa lớn. Lượng mưa lớn trong ngày ba vẫn còn ở khu vực ven sông Hoàng Hà. Từ 5 giờ ngày thứ hai đến 5 giờ chiều hôm qua, lượng mưa tích lũy tại 28 quận thành phố ở Hà Nam đã vượt quá 100mm và trung tâm của lượng mưa lớn nhất nằm ở Changje với lượng mưa tích lũy là 355mm. Sáng chủ nhật, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam đưa ra dự báo thời tiết, nhắc nhở các khu vực có lượng mưa lớn chuẩn bị phòng chống lũ lụt, đồng thời đưa ra phương án khẩn cấp về dịch vụ khí tượng đối với các diễn biến thời tiết lớn trong mùa lũ. Lúc 7 giờ 35 phút ngày thứ ba, lúc 2 giờ ngày thứ tư và lúc 3 giờ 10 phút ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng tỉnh đưa ra cảnh báo mưa lớn màu vàng và cam. Kính thưa quý vị, Thông tấn xã Trung ương đưa tin, mặc dù đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, nơi có chức năng kiểm soát lũ lụt, trữ nước và sản xuất điện, được mở vào năm 2003, nhưng cư dân mạng Trung Quốc đã chế giễu, khi hạ lưu khô cạn nó sẽ tích trữ nước, khi hạ lưu bị ngập thì xả lũ. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc chỉ ra rằng khu tự trị Tân Cương đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa và nhiệt độ cao tuyết tan và 21 con sông bao gồm dòng chính của sông Tarim và các phụ lưu của nó, sông Yakian, sông Yasu và sông Wegan đã trải qua những trận lũ lụt vượt quá tốc độ dòng chảy cảnh báo. Sở Tài nguyên nước khu tự trị đã nâng cấp khả năng phòng chống lũ lụt lên cấp 4.
Ngoài ra, lưu vực sông Dương Tử nằm trong mùa lũ, những năm trước đó đã rơi vào tình trạng khô hạn, bao gồm các tỉnh An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Tứ Xuyên và các thành phố trực thuộc Trung ương bị hạn hán, diện tích 9,67 triệu ha và 830.000 người khác ghi nhận bị ảnh hưởng vì thiếu nước do hạn hán. Thông tấn xã Trung ương đưa tin, mặc dù đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, nơi có chức năng kiểm soát lũ lụt, trữ nước và sản xuất điện, được mở vào năm 2003, nhưng cư dân mạng Trung Quốc đã chế giễu, khi hạ lưu khô hạn nó sẽ tích trữ nước, khi hạ lưu bị ngập thì xả lũ. Hiện nay, tình hình hạn hán ở lưu vực sông Dương Tử đang rất nghiêm trọng và tổng chiều dài của các con sông ở Hồ Nam dài hơn 1.000 km. Gần đây, lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc đã trải qua hạn hán nghiêm trọng, bao gồm cả Trung và hạ lưu sông Dương Tử, cũng như mực nước của hồ Po Yang và hồ Đông Tinh. Tất cả đều thấp nhất trong lịch sử, toàn bộ tỉnh Hồ Nam đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán vừa phải, với tổng số 1.088 km sông bị khô cạn. Trong một đoạn video ngắn được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người trong video đang đi bộ qua sông Dương Tử. Sông Dương Tử đã quá khô hạn. Hạn hán ở những nơi khác lại càng không thể tưởng tượng được. Tôi không biết có bao nhiêu cây trồng bị khô héo vì nước hoặc thậm chí không thu hoạch được nữa. Hôm qua là thu phân hay lễ hội thu hoạch? Hôm qua, một số chuyên gia nói rằng sản lượng ngũ cốc đã tăng trong năm nay. Nếu những năm trước thì có thể tin vào điều đó được, nhưng năm nay đã phải trải qua đợt hạn hán và nhiệt độ cao chưa từng có này, nên sẽ không thể nào tin lời của các chuyên gia. Sáng nay lúc 6 giờ, tôi thấy một tìm kiếm nóng trên Weibo nói rằng 95% Giang Tây là cực kỳ khô hạn. Khô khan lắm, hình như trước đây ít khi nghe thấy từ này, nhưng năm nay người dân đã học được rất nhiều. Sau 73 ngày hạn hán nghiêm trọng, hồ Po Yang, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đã bị nứt và bây giờ đáng ra là mùa nước nổi, nhưng nó đã khô hạn lâu ngày một cách bất thường. Thật không thể tin được, ai có thể nghĩ rằng đây là Giang Tây có nguồn nước đầu tiên. Mùa hè này, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi áp cao cận nhiệt đới mạnh, nhiệt độ cao và hạn hán, nhiệt độ cao 45 độ ở Trùng Khánh đã kéo dài trong một thời gian dài. Trong điều kiện nhiệt độ cao và hạn hán này, mọi người chú ý đến cháy rừng ở Trùng Khánh, nghĩ rằng Trùng Khánh dập tắt được cháy rừng là một thắng lợi, nhưng họ không quan tâm lắm đến hạn hán ở những nơi khác, mà họ chỉ biết mơ hồ rằng hồ Po Yang đã trở thành thảo nguyên. Bây giờ, đồng cỏ hồ Po Yang đang khô cạn, nhìn cảnh này không khỏi bàng hoàng. Hơn nữa, hạn hán cũng rất dễ xảy ra cháy rừng. Trên nền tảng video ngắn thấy ai đó đăng về cháy rừng, và không chỉ ở Giang Tây mà còn ở Hồ Nam bên cạnh. Mực nước sông Dương Tử cũng xuống thấp kỷ lục. Một số người có thể đi bộ từ Hồ Bắc đến Cửu Giang, Giang Tây nhìn mực nước thấp làm sao nếu hạn hán này tiếp tục. Sông Dương Tử có thể ngừng chảy. Sông Dương Tử đã quá khô hạn, hạn hán ở những nơi khác lại càng không thể tưởng tượng được. Không biết có bao nhiêu cây trồng sẽ bị khô héo hoặc thậm chí không thu hoạch được nữa. Bây giờ, mưa mùa thu, hoa tây đang rơi trên thượng nguồn sông Dương Tử và mưa mùa thu liên tục làm ẩm đất. Có lẽ phải nói rằng nó nên chảy xuống vùng hạ lưu. Tại sao vùng hạ lưu vẫn khô như vậy? Nguyên nhân chính là do mùa hè năm nay quá khô hạn, cơn mưa mùa thu ở miền Tây Trung Quốc không đủ để phục hồi máu từ hồ chứa thượng nguồn. Vào thời điểm này trong năm, đập Tam Hiệp sẽ bắt đầu trữ nước để sử dụng vào mùa đông vì mùa đông ít nước hơn. Những vụ thu đông những năm trước, nước phải trữ đến 175m, năm ngoái lúc này là 169m, nhưng nay chỉ còn chưa đầy 147m. Nước từ trận mưa thu ở miền Tây Trung Quốc không đủ để lấp đầy dung lượng lưu trữ của Tam Hiệp và nó phải sống sót qua mùa đông dài. Mực nước của hồ Po Yang cũng đang giảm mạnh và cây cầu đá vào thời nhà Minh đã xuất hiện trở lại. Tờ Xiamen Daily đưa tin, theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, diện tích đất canh tác khô hạn ở lưu vực sông Dương Tử hiện lên tới 29,85 triệu ha. Yao Wanggang, Giám đốc Cục Phòng chống thiên tai hạn hán và lũ lụt thuộc Bộ Tài nguyên nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho biết rằng, nguồn cung cấp nước cứu trợ hạn hán hiện tại có thể kiểm soát được và sẽ tiếp tục tối ưu hóa các phương án điều phối chung của các hồ chứa trên lưu vực sông Dương Tử để đảm bảo an toàn cấp nước đô thị và nông thôn. Kể từ tháng 7 năm nay, lượng mưa trên lưu vực sông Dương Tử đã giảm gần 50% so với cùng kỳ các năm trước, dẫn đến lượng mưa của sông Dương Tử và các phụ lưu chính của nó giảm từ 20% đến 80%. Yao Wenguang chỉ ra rằng mực nước hiện tại của dòng chính sông Dương Tử, hồ Po Yang và hồ Đông Tinh đã giảm 4,56m xuống còn 7,72m trong cùng kỳ những năm trước.
Trạm thủy văn Jing Si tiêu biểu nhất ở Hồ Poyang đã đo được mực nước 7,1 m vào ngày hôm qua, phá kỷ lục thấp nhất là 7,11 m vào năm 2004 và lập mức kỷ lục mới nhất kể từ khi kỷ lục bắt đầu vào năm 1951. Trạm thủy văn Jing Si đã ghi nhận mực nước cao nhất trong năm nay là 19,43 m vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, kể từ tháng 7, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã liên tục xảy ra hạn hán và lượng mưa đã giảm khoảng 60% so với cùng kỳ những năm trước, khiến mực nước Hồ Poyang giảm nhanh. Vào các ngày mùng 6 tháng 8, 19 tháng 8 và mùng 6 tháng 9, lần lượt bước vào mùa cạn dưới 12 m, mùa cạn dưới 10 m và mùa cực khô dưới 8 m, tiếp tục phá kỷ lục sớm nhất trong lịch sử. Mực nước sông Dương Tử tiếp tục xuống đã lộ ra đường mòn Yangtze, thu hút du khách đến chụp ảnh tại đây. Tin tức Surin đưa tin rằng tất cả 122 quận và khu vực đô thị ở tỉnh Hồ Nam đang phải đối mặt với hạn hán vừa phải, trong đó 91 quận và khu vực đô thị đang phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. 116 con sông với diện tích thoát nước hơn 50 km2 trong tỉnh đã bị chia cắt và tổng dòng chảy bị chia cắt dài khoảng 1.088 km. Do hạn hán không có nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp, nhiều khu vực bị thiên tai đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách khoan giếng và tạo mưa nhân tạo để giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt trên các lưu vực sông Châu Giang, sông Tương và sông Dương Tử ở Trung Quốc. Trong nhiều ngày, mực nước của gần 400 con sông đã vượt qua ngưỡng cảnh báo lũ và một số khu vực bị vỡ bờ bao. Trong đoạn video do nạn nhân gửi về, nhà cửa sập, đường dây bị cuốn trôi, thi thể trôi trên sông. Các cơ quan chức năng chỉ hành động theo kiểu thấp kém khiến dư luận lên án. Wang Zhangli, một quan chức của Bộ Tài nguyên nước cho biết, Trung Quốc đại lục hiện đã bước vào giai đoạn quan trọng của công tác phòng chống thiên tai hạn hán và lũ lụt. Lũ trên mức báo động do ảnh hưởng của lượng mưa cao hơn so với cùng kỳ năm 1998. Số sông vượt báo động nhiều hơn gần 80%. Wang Zhangli cho biết, cho đến nay đã có một trận lũ được đánh số ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, hai trận lũ được đánh số ở Thượng Lưu sông Hoàng Hà, một trận lũ ở sông Tây Giang, ở lưu vực sông Châu Giang và hai trận lũ được đánh số ở sông Hàn. Theo báo cáo, hiện nay, mực nước Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, hai hồ ở Thượng Lưu và Trung Lưu sông Hoàng Hà, Thái Hồ và sông Tây Giang đang ở mức cao hơn cùng kỳ, từ 0,5 đến 6,1 m so với cùng kỳ của năm trước. Trong số đó, đoạn Yujiang của dòng chính sông Dương Tử của Hồ Poyang vượt quá cảnh báo lũ lụt từ 0,52 đến 0,72 m. Trong những ngày qua, 16 tỉnh, thành phố trên cả nước đã đưa ra 15.000 cảnh báo lũ quét. Các nguồn tin cho biết, chỉ riêng trong 2 ngày vừa qua, sông Tương Giang đã vỡ bờ kè ít nhất ở 4 nơi, nhưng đã 6 ngày trôi qua kể từ khi lũ lụt xảy ra ở một số khu vực và các phương tiện truyền thông chính thức vẫn chưa đưa tin chính thức về tình hình cứu hộ. Tin tức và video về lũ lụt được lan truyền rộng rãi trên Internet gây sốc cho mọi người. Vào tuần trước, sông Tương Giang vỡ bờ bao Tương Đàm, Chu Châu, Thành Trạch, một nửa Hồ Nam, phòng tuyến Bắc Kinh, Quảng Châu sẽ bị chia cắt và Tam Hiệp sẽ gặp khó khăn. Một số cư dân mạng đã đăng trên Twitter video về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau, cho thấy nước ở Giang Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và những nơi khác rất dữ dội. Hai bên bờ sông Tương Giang ở Hồ Nam, mực nước dâng cao hơn mặt đất khoảng 6 mét, nhiều người đắp bao cát lên đập ngăn không cho vỡ. Một đoạn video khác cho thấy những ngôi nhà đổ sập, đường dây bị cuốn trôi và các thi thể trôi trên sông. Tại đoạn Cao Gia thuộc thị trấn Trường Giang, bờ kè sông Tương Giang ở huyện Hành Sơn, một vết nứt rộng khoảng 25 mét xuất hiện vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Tư. Lũ cuốn xuống làm ngập xe và nhà cửa, chỉ còn nhìn thấy một số ngọn cây. Theo các nguồn tin tại chỗ, lũ lụt đã nhấn chìm làng Yang Jinping và ba ngôi làng gần đó với diện tích hơn 2.000 hectare và hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng. Netizen David thậm chí còn cho rằng, các phương tiện truyền thông chính thức xác nhận 5 ngày sau đó rằng sông Tương Giang bị vỡ. Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có thông tin về khu vực bị ảnh hưởng, dân số bị ảnh hưởng, số lượng thiệt hại và người thương vong. Chúng xuất hiện trên các tiêu đề. Một số cư dân mạng đăng trên WeChat Moment rằng CCTV đã phát sóng sự cố mất điện ở Hoa Kỳ vào lúc 1 giờ sáng, nhưng không nói rằng có lũ lụt ở Hồ Nam. Nhiều bài báo về thảm họa lũ lụt trong vòng kết nối WeChat đã bị chặn. Cô Tian, một cư dân của Hành Dương, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng những tên cướp luôn che đậy sự thật và không cho người dân biết sự thật. Cuối cùng, chúng thậm chí không có kế hoạch trốn thoát. Trước đây, bệnh SARS cũng vậy. Rồi bệnh dịch tả lợn châu Phi và bây giờ cũng vậy.
Cô Tian cho biết thêm thiên tai ở địa phương rất nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước hiện rất nguy hiểm, nếu nước tràn qua đập, nhiều cộng đồng sẽ bị ngập lụt và ô tô sẽ bị phá hủy. Từ đầu tuần trước, toàn bộ tỉnh Hồ Nam bắt đầu có mưa, riêng thành phố Chu Châu có lượng mưa lớn nhất gần 170mm. Một số cư dân mạng đăng tải rằng từ ngày thứ ba tuần trước đã có mưa bão lớn và mưa lớn ở phía nam trung tâm Hồ Nam làm cho 868 thị trấn trong tỉnh bị đe dọa, trong đó có 369 thị trấn bị mưa lớn và xảy ra vỡ đê nhiều nơi. Do mực nước dưới đáy một số cây cầu đường sắt ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam vượt quá mức cảnh báo, một số khu vực trên đoạn Hồ Nam của tuyến đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu đã bị đóng cửa trong một thời gian dài. Bà Điền nói, điều tôi lo lắng nhất bây giờ là con đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử bị vỡ, khi đó phần lớn Trung Quốc có thể thực sự trở thành một quốc gia hoàn toàn biến mất trên bản đồ thế giới và sẽ có nhiều nỗi buồn. Trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh Hồ Nam thông báo, tính đến ngày thứ Bảy, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở Hồ Nam là gần 2,8 triệu người, 60 người mất tích, ít nhất 51 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 5,3 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê, từ tháng trước đến ngày thứ Bảy vừa qua, trên cả nước có tổng cộng 19,91 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tổng số 34.000 ngôi nhà bị sập tại 25 tỉnh, thành phố gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quý Châu và Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 1.761,4 nghìn hectare. Các thảm họa mưa bão và lũ lụt ở Trung Quốc đại lục tiếp tục tồi tệ hơn. Theo dự báo khí tượng thủy văn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ có mưa lớn liên tục ở khu vực phía Nam trong tuần tới. Lượng mưa lớn vẫn sẽ nằm ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và các nơi khác, rất trùng lập với các khu vực mưa lớn trước đó, và tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Trong tháng tới, từ giữa tháng này đến giữa tháng tới sẽ có mưa lớn ở Giang Hoài, Giang Nam, Tây Nam, Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Trong trường hợp lũ lớn có khả năng xảy ra mưa lớn và lũ lụt ở lưu vực sông Trân Châu. Thưa quý vị, sau 2 tháng liên tiếp có nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn tại Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, các thị trấn công nghiệp ở phía Tây Nam Trung Quốc đã phải đối mặt với lượng mưa cực lớn nhiều ngày liên tiếp trong đêm, khiến 12.000 người phải khẩn trương di chuyển đến nơi trú ẩn trước. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào thứ Bảy, trước khi lượng mưa lớn bắt đầu xảy ra ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Hạn hán nghiêm trọng đã khiến sông khô hạn, một số đoạn sông bị trơ đáy. Mực nước hồ chứa giảm đột ngột đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất thủy điện, và nhiệt độ cao khiến cho người dân không thể chịu nổi, buộc mọi hộ gia đình phải bật điều hòa. Các nhà máy, xí nghiệp và những nơi tiêu thụ điện lớn nhất đã bị chính quyền ra lệnh đóng cửa, ngừng sản xuất. Khi cảnh báo mưa bão màu xanh được ban hành, có nghĩa là lượng mưa sẽ đạt hoặc vượt quá 50mm trong 12 giờ và thời tiết khả năng sẽ tiếp tục có mưa nhiều. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc và Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên Trùng Khánh, đợt mưa lớn này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết thứ Ba. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc thuộc Bộ Quốc phòng đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt vào đêm Chủ nhật, đồng thời yêu cầu Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên và Trùng Khánh ngăn chặn nghiêm ngặt sự biến đổi đột ngột của hạn hán và lũ lụt. Đầu tháng này, các nhà chức trách cũng đã kích hoạt một ứng phó khẩn cấp quốc gia về hạn hán. Trong lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc tiếp tục bị hạn hán nghiêm trọng, nhiệt độ cũng duy trì ở mức khoảng trên 40 độ C và nhiệt độ đã đạt mức cao nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu giữ kỷ lục vào năm 1961. 3 tuần liên tiếp ở Trùng Khánh không có mưa và chính phủ đã áp đặt hạn ngạch cấp điện hoặc hạn ngạch cung cấp điện, buộc một số công ty quốc tế nổi tiếng phải tạm ngừng sản xuất tại các nhà máy địa phương. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng của các nhà máy này. Nhiệt độ cao liên tục và thời tiết khô hạn ở lưu vực sông Dương Tử cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các loại hạt mùa thu ở nhiều khu vực dọc theo tuyến đường. Có rất nhiều video và hình ảnh về các hồ và các đoạn sông khô cạn và lòng hồ hoặc lòng sông nứt vỡ được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày nay, hạn hán và lũ lụt đã trở nên nghiêm trọng dưới nhiệt độ cao và khô hạn, đất bị mất nước trở nên không còn tơi xốp hoặc kết tụ và cứng lại. Lượng mưa lớn đột ngột làm tăng nguy cơ thiên tai lũ lụt. Trung tâm Thủy văn tỉnh Tứ Xuyên cho biết, do nhiệt độ cao và hạn hán gần đây, lượng nước của các sông chính trong tỉnh xuống thấp nghiêm trọng. Dãy núi Long Môn và cao nguyên Tây Tứ Xuyên trong đợt mưa lớn này sẽ có những thay đổi mạnh, đất no nước sẽ dễ dàng dẫn đến lũ lụt lớn trên các sông suối, gây ra các thảm họa địa chất.
đài CCTV Bắc Kinh trong một báo cáo chỉ ra rằng trong trường hợp không có lượng mưa hoặc lượng mưa ít hơn trong giai đoạn đầu và đã xảy ra hạn hán, do hạn hán ảnh hưởng đến thực vật và sự xâm nhập của nước mưa trong cùng một lượng mưa, do thay đổi đột ngột nên lũ lụt thường nhanh hơn, mạnh hơn và có nhiều khả năng dẫn đến thảm họa hơn. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trong 10 ngày tới ở miền Tây Trung Quốc tiếp tục có mưa, số ngày mưa sẽ nhiều hơn gấp đôi ở một số các khu vực và có thể xảy ra những thảm họa địa chất và lũ lụt. Bộ Quốc phòng và Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật đã ban hành chỉ thị để ứng phó với trận mưa lớn gần đây ở Tây Trung Quốc, yêu cầu tất cả các địa phương thắt chặt trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán, tăng cường mối liên kết giữa cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tập trung ngăn chặn và ứng phó với các mắt xích yếu và quyết liệt di chuyển trước các khu vực nguy hiểm. Bộ Quốc phòng và Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng yêu cầu tất cả các địa phương tuân thủ tất cả các công việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán.